gì để em khi mất rồi kia, cái gì để kiếm kiếm mất kia, hey yeah, để sợ gì để kiếm mất rồi kia, thấy ra cái này là sẽ mất rồi sao, cái gì tôi muốn nó mất rồi kia hả? Thank you.
nữa. Bây giờ chơi mình hãy ra đây chơi bóng bóng chị Lam luôn. Đâu phải bây giờ hôm qua có cái em kiếm để quên xe đó, nó lấy đi chơi không. Ở đó còn móc cái kiến suga nó chơi. Hôm nay chỉ có chị Ngọc qua thôi, còn chị Bình đi chơi. Mình chơi đang chơi xe Lam. Đấy, đó là của gì vậy? Của bạn hôm qua để quên đó. Của bạn ăn xé quên hả? Ừ. Cho chị cùng ăn. Ăn giờ xu với Na sẽ ăn xác. Ăn chết là ăn phở. Rồi Na ăn đi. Chị Na ăn phở. Cái gì để chế này cho ăn trứng. Ừ Na ăn phở. Còn Na đây lấy ăn. Và kia là cái này dầu ăn. Ừ của Na. Đây là phở của xu chứ lại tô chanh. Ăn ngon nè. Chỗ hả? Ăn uống. Đứa này đây. Chỗ là gì vậy? Rồi ăn đi. Ngon không? Ngon. Rồi vô xuống xe ăn. Rồi con chú coi chị cho quan nha. Rốt được một đơn kem. Một đơn sữa rửa mặt. Nó sữa rửa mặt rồi. Để con đi sát. Con sát làm gì? Để đau gì vậy? Đau gì vậy? Đau làm gì cũng được. Video có khách. Dũi hả? Dũi tóc hả? Thôi. Vô. Đây đây gọi đầu. Cho nó ngắn được không? Đôi sớm được. Để tóc mái cho nó đẹp đẹp nè. Ừ.
Bà ngựa bà lắm, kêu làm không chịu đâu, cứ từ 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 từ. Bao nhiêu ạ? Cứ từ từ. 50. Rồi. Ủa có mà. À chắc bé nãy nó không chịu ấy á. Vậy hả? Vậy chắc bé nó ghi sai á. Nè Su, xuống dưới ăn đi hai chị em. Đây. Có cơm cho Su với nè ăn. Ok. Mẹ có uống cơm. Ờ. Mẹ đổ cân. Ừ. Đổ cân không? Không, nhưng mình đang không chịu ăn. Mẹ, ăn nữa. Ừ, ăn đi. Ăn ăn đi. Ăn đi. Mẹ, ăn nữa đi. Ăn đi. Để cổ hả? Ừ, ừ. Dũi cái đầu đó xong. Su dẹp mấy cái áo da này, Su xếp lại cất tủ cho mẹ lau chùi sạch sẽ rồi. Đơn hàng về giờ mày làm gì mà mắc tao nữa. Về. Yeah. Hello, chào mọi người. Em vừa mới chốt được một đơn hàng mọi người. Tự nhiên đơn hàng nó hoàn về mà vẫn chưa tới tay em, mà nó thông báo là nó đã hoàn tới tay em rồi, bực bội ghê. Giờ có thêm đơn nữa. Đang bực mà vui liền. Đang bực mà có chuyện vui. Sáng giờ được hai đơn nha mọi người, một đơn sữa rửa mặt với một đơn này. Ok. Ôi, chào mọi người, em vừa mới chốt thêm một đơn nữa mọi người ơi. Vậy là hôm nay em được 3 đơn nha mọi người. Một đơn vừa mới gửi đi rồi, giờ thêm 2 đơn này nữa. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và ủng hộ em nha. Nãy ship đi rồi. Giờ thêm đơn này nữa là 2 đơn, 2 đơn kem xâm nhập nha mọi người. Hồi sáng thì một đơn sữa rửa mặt. Xong rồi. Thằng Tài đó. Thằng Tài đến rồi. Con Bạch Đi Na nó ngủ mọi người. Nó ngủ giờ 4 giờ chưa dậy nữa. Đợi đi, để cho nó ngủ lâu đi, ngày mai cho nó đi học. Cho nó dậy sớm. Bỏ tự nhiên vô tình thấy đây có cái lẩu 79 cành. Lấy em cái lẩu à. Cái lẩu mang về ạ. À, lẩu. Lẩu đâu? Ba vừa mới đi mua cái lẩu về mọi người. Cái lẩu này 79 ngàn. Cái này lẩu. Lẩu cá du hồng, với lại em mua thêm nửa cái 46 ngàn, với lại mua thêm bịch bò viên 12 ngàn cho nè. Đây muốn bò viên cho nè. Muốn bò viên cho nè chứ là nhục ơn. Dạ em sẽ hạt lẩu lại nha. Trong thời gian em đợi nước lẩu nó nóng rồi thì em sẽ rửa chén nha mọi người. À không tới 100 ngàn luôn á. Không biết ngon không, thấy có vẻ cũng quá. Con bữa chạy ngang mua bún tẩm bún cơm gần đó mọi người, cái nhìn uống
Giờ chỗ em ồn lắm mọi người, người ta karaoke quá trời luôn. Hát hò nữa chứ. Mẹ ơi, gì vậy? Hả? Hát cái gì không hát đâu, hát cái gì không hát. Ok. Một phần lẩu 79.000 thì gồm có một cái này nha mọi người, một phần rau với một phần cá. Với nhiêu đây nước. Với lại một phần bún mọi người, trời bún cho nhiều ghê mọi người. Em biết chị em khỏi mua nửa ký em đâu thấy đâu. Ý là em nhìn em tưởng nó cho ít á, cho mua thêm cái này nữa. Giờ em sẽ bỏ cá vô. Ê 79.000 rẻ ghê á trời. Có vẻ rẻ ghê mọi người. Em sẽ bỏ thêm này vô nữa nha. Sau này hồi em nhắc xuống em mới trụng cái này nha mọi người. Nhìn có vẻ ngon á. Em để cho cái lẩu này nó cũng sôi cũng được 15 phút của mọi người. Em thấy chứ. Nước mắm. Nước dẻ bún. Rồi thì sẽ lấy bún. Lấy bún cho Su với Na nha mọi người. Ăn lẩu thì cho Su với Na ăn bún cho nó, ăn tô cho nó rộng rãi. Cho nó rộng rãi. Ủa? Làm gì mà hôm nay giống rap thế? Ngon quá mọi người ơi, thơm ghê luôn á. Nhức nách. Mẹ có muỗng chứ muỗng. Đây đây muỗng nè, muỗng. Để đũa lại. Hello, chào các cô chú các anh chị. Mời các cô chú các anh chị cùng ăn buổi tối nha. Ôi, sao nữa? Tao. Sao nào? Mẹ có đi viện sinh hả? Thôi. Đi viện sinh hả? Thôi. Đi viện hả? Thôi ăn đi nè. Mẹ ăn nữa hả? Quê muốn nó quê. Vô đây hả? Rồi cũng đâu có cần. Mời cô chú đi nè. Mời cô chú các chị cùng ăn nha. Đó là của Na. Cá mọi người. Cá mọi người. Ăn từ từ lên nhầm lắm. Ngon. Định mua lẩu bò rồi, lẩu nào cũng 79.000 hết á, nhưng mà nghĩ lại là thôi, ây da, nghĩ lại là thôi có cá, mua cá cho Su với Na ăn. Chứ em thì em cũng không thích ăn cá lắm mọi người, nhưng mà có vẻ như con Na thích ăn cá lắm nha. Có vẻ là không thích ăn cá. Su thích ăn cá không? Thịt cá mềm á cô chú. Chỉ còn đè xíu là cái gì mà Na dễ nuốt với lại ngọt nữa. Chứ như thịt bò đồ này kia, Na mỏi miệng á. Con Na đâu ăn thịt bò được đâu. Hàng kia chú thấy thịt bằm con phở nó tàn chừa lại. Đó là gì vậy? Đó là cá. Đó là cá luôn hả? Cá luôn hả? Đúng rồi. Cậu Su lại không thích ăn cá. Su không thích ăn. Tại nhỏ bị mắc xương giữa cổ. Ăn cá thông minh lắm. Không được ăn luôn. Sao ăn này đi. Nóng á. Nóng á nha. Rồi không á. Để thổi thôi từ từ. Không xong rồi. Nó có nhiều lần nó lạnh thôi em.
Em chuyển khoản trước nên là em miễn phí ship. Một đơn kem body thì em sẽ tặng cho em đó một đôi vớ nha mọi người. Đôi vớ với lại một cái muỗng. Mấy em này hay thích muỗng lắm. Muỗng để múc. Gói trong cái bóng sắt. Body cái mua luôn cái tự nhiên thấy vui lắm mọi người. Vui gì chắc là kem xâm nhập nên em đó xài em đó hiệu quả hài lòng nên là em đó mới bắt đầu mới nghĩ tới là kem body. Chứ như kem xâm nhập mà không hiệu quả là kiểu giống như mất niềm tin đó mọi người. Mất niềm tin với người bán luôn. Không biết mấy chị có vậy không chứ em thì em nghĩ vậy á, tại vì ví dụ như em mua một cái gì đó của cái shop đó đi, em mua cái quần của cái shop đó đi mà ví dụ như em nhận cái quần mà em thấy không có hài lòng á mọi người, em không có dám mua cái áo khoác nữa, tại vì em thấy là kiểu cái lần đầu tiên giống như là mình thử mà mình thấy không ok là mình sẽ không mua, là mình sẽ không đặt niềm tin nữa. Ok, em đã chốt xong, nãy cũng ghi cái mã rồi, vậy là hôm nay em được 3 đơn mọi người. Hôm nay em được 4 đơn chứ, hôm nay em được 4 đơn nha. Một đơn của sữa rửa mặt em gói em đi rồi, giờ thì còn 3 đơn. Na đâu? Na ơi. Na hồ. Hả? Hả gì? Hả gì? Tự nhiên lớp của Na bỏ vô cặp của Na cái gì? Cặp của Na. Sức kem miếng mọi người. Mẹ ơi. Hả? Khi tắt tivi đúng lúc dìm hàng kiểu. Mọi người sức kem một lớp mỏng thôi nha mọi người, đừng có sức dày quá nha, sức một lớp mỏng thôi. Ủa em. Sao làm được luôn rồi mà. Bình thì na ngủ.
xong. Đi qua bên kia. Chúc cô chú ngủ ngon đi Xu. Chúc cô chú các chị ngủ ngon. Giờ này nó còn chúc cô chú các anh chị vui vẻ nữa chứ. Quá tay là bình thường. Chúc mọi người ngủ ngon. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye. Bye bye.